Thưa quý vị khán giả, như đã thông tin, ngày 3 tháng 7 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 586 phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo lãnh đạo tỉnh ủy Đồng Nai, đây là một dấu mốc quan trọng của tỉnh để Đồng Nai có sự bứt phá trong phát triển. Vấn đề còn lại là toàn đảng bộ tỉnh phải nỗ lực như thế nào để biến bức tranh quy hoạch thành hiện thực. Mục tiêu tổng quát trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đến năm 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển văn minh hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Kinh tế phát triển năng động và đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Hiện Đồng Nai đang tập trung triển khai công bố quy hoạch tỉnh, cùng với đó kêu gọi thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Hiện nay là đối với việc xúc tiến đầu tư thì chúng ta có cái cải thiện, đặc biệt là chuyến đi Nhật với Hàn Quốc vừa rồi đồng chí Bí thư chủ trì thì rất là nhiều nhà đầu tư họ đang liên hệ để mà tìm kiếm cái cơ hội đầu tư tại Đồng Nai chúng ta. Nhưng mà cái quỹ đất hiện nay là họ cũng đang chờ đợi để họ có được cái quỹ đất tầm 20 hecta trở lên để họ có cái diện tích để bố trí các nhà máy cũng như các lĩnh vực sản xuất mới mà họ sẽ triển khai đầu tư. Thì liên quan đến công tác quy hoạch thì chúng ta có mấy cái việc. Thứ nhất là nghị quyết 06 của chính trị về công tác quản lý quy hoạch đã ban hành vừa rồi, tỉnh ủy đã sơ kết. Cái nội dung thứ hai là chỉ thị số 38 của tỉnh ủy trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Vừa qua thì ban nội chính đã thực hiện cái nội dung này và cũng đã chỉ ra những cái tồn tại. Thì cho rằng trong thời gian tới thì công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng thì nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải có những cái đồ án quy hoạch ở Long Thành, đồ án quy hoạch Nhân Trạch, đồ án Trảng Bơm và Biên Hòa sẽ đảm bảo tốt hơn để là chúng ta thu hút đầu tư. Sau khi quy hoạch của tỉnh được phê duyệt thì cũng chỉ đạo cho sở kế hoạch đầu tư sẽ làm việc với các ngành chuẩn bị về các cái điều kiện về đất đai, quy hoạch xây dựng cũng như là chọn lựa chọn các chủ đầu tư trong các khu công nghiệp để đầu tư hạ tầng, rồi chuẩn bị là bắt đầu từ năm 2025 có thể là chuẩn bị đón các cái nhà đầu tư lớn, cái quy mô diện tích lớn, rồi cái công nghệ là cao để vào các cái khu công nghiệp mới được quy hoạch. Theo phương hướng phát triển trong quy hoạch, Đồng Nai ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao, chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, lựa chọn sản phẩm, công đoạn có giá trị gia tăng cao, tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Lãnh đạo tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh trong cuộc đua về công nghiệp, dứt khoát Đồng Nai phải nỗ lực để đổi mới công nghệ. Nếu không làm được việc này thì công nghiệp sẽ tụt hậu và trụ cột công nghiệp của Đồng Nai sẽ không còn là động lực mạnh mẽ được nữa. Đảng bộ chúng ta phải thấy trong cái bản quy hoạch mới, chúng ta sẽ có thêm 8.000 hecta, chúng ta sẽ có thêm 7 khu công nghiệp, chúng ta sẽ quyết tâm thu công nghệ cao, công nghệ tốt, và chúng ta buộc 33 khu công nghiệp cũ sẽ phải chuyển đổi công nghệ nếu như công nghệ của anh không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chúng ta phải làm được việc này cho bằng được thì chúng ta mới tiếp tục giữ vững cái trụ cột kinh tế về công nghiệp là vững vàng. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho biết trong quy hoạch của Đồng Nai, bước đầu tỉnh đã chọn 36 dự án để giới thiệu, thu hút đầu tư. Để thực hiện việc này, đòi hỏi Đồng Nai phải tìm nhiều nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế. Nếu không, Đồng Nai sẽ mất cơ hội vì sức hấp dẫn hạ tầng của một địa phương là rất quan trọng. Khi cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Phước An đi vào hoạt động, đây là những tài sản hiện hữu của Đồng Nai. Vấn đề quan trọng là quyết tâm tìm nguồn lực để nắm bắt cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cần tập trung tối đa công tác điều chỉnh quy hoạch chung, lập quy hoạch phân khu còn lại để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch của tỉnh, tạo điều kiện trong thu hút đầu tư.